lên bằng lên cá lớn lắm. Chào các bạn nha, bữa nay mình quay lại cái chỗ bữa mình dịp dùng mình câu nha các bạn. Hôm trước mình câu được một con bảy lạng với một con sảy nữa. Mình sảy một con nữa. Coi như mình đụng hai con ở chỗ này. Bữa nay sau 3 ngày bữa nay mình quay lại mình câu thử có con nào không nha các bạn. Ôi, đớp luôn các bạn ơi, có một đường tiên đớp rồi. Không biết lên không đây. Ờ, cũng nhả rồi các bạn ơi. Con cá này cũng bự đó các bạn. Con cá này chắc cũng 7-8 lạng á. Sao mà tự nhiên nó nhả nữa. Còn đớp nữa các bạn ơi, bự lắm các bạn ơi. Còn đớp nữa các bạn ơi, bự lắm các bạn ơi. Lên các bạn ơi, cá lớn lắm. Ừ. Quá đã luôn các bạn ơi. Đúng là dẹp dùng câu có khác các bạn ơi. Cá nhảy ăn thịt. Đây nè các bạn. Cá này to bự đấy nha các bạn. Con này về 8 lạng nha các bạn. Con này cũng 7-8 lạng gì, chắc nằm trong khoảng 7-8 lạng, cũng cỡ con hôm bữa. Sóc hàm dưới luôn các bạn ơi. Đúng là dẹp dùm câu có khác. Mới kéo có hai đường là nó quất rồi. Lần đầu tiên là quất đớp rồi, đường thứ hai đớp luôn. Con này rất đẹp nha các bạn. Cho vào vỏ thôi. Mình bóc mồi vô nha các bạn. Đây con mồi của mình đây các bạn. Bây giờ mình tiếp tục quăng câu thôi.
rồi đớp nữa các bạn ơi, rồi đớp xuống nó đớp luôn rồi. Lên cá các bạn ơi, rồi thấy rồi. Ôi ơi, lại thấy nữa, không biết sao luôn. U con mồi của mình nè. Ô, buồn luôn. Rồi con cá này chắc còn lâu nó mới ăn nữa. Cá này cũng bự ghê các bạn ơi. Mình giật nghe cứng cứng ngắc luôn. Hôm trước bắt được một con, xảy một con, bữa nay cũng giống vậy rồi. Không biết hồi nãy làm sao mà nó không sóc, hình như cái lử của mình bị lục quá hay sao. Thôi giờ mình đổi dùng thôi, mình không câu đây nữa. Mình ra cái lỗ ngoài mình câu. Cái lỗ ngoài có cái lỗ sẵn, ai dẹp sẵn rồi. Câu thử chứ. Lát nữa mình quay lại, cá giờ ở đây nó bể rồi. Ồ, cắn sụp sông hồng luôn các bạn. Gãy sông hồng luôn mà không dính. Cái này là do nó sóc sọ nó hay sao á. Chứ mình giật nó không có thông qua được. Cái mũi lưỡi câu của mình nó bị lục rồi, nó giật chưa đủ lực để nó thông qua. Nên nó không dính nè. Con nhái này còn được chứ nó mà không được mình đổi lử rồi. Còn mình lại đằng đó mình câu nha các bạn. Không có đụng con nào luôn các bạn ơi. Ở ngoài đây hình như là nước đục quá, cá làm như nó không ở rồi sao, nó không thấy mồi sao, nó không ăn. Giờ mình quay lại cái chỗ mình dùng. Ơi. Con này cũng bự quá các bạn ơi. Đã quá. Ôi con này y chang con nãy luôn, nó bự y vậy luôn. Đây nè các bạn. Ôi. Bạn thấy không? Cái lử của mình là cũng chạng bự mà không có xi nhê với cái miệng của nó. Cái miệng nó rất là rộng. Xúc luôn à.
to quá các bạn ơi, cũng bằng con hồi nãy để mình bỏ vào giỏ này. Thẳng hồi. Hồi nãy dính con kia nữa, chắc cũng cỡ con này nữa rồi. Con kia cũng lớn cái vậy, mình giật cái nặng lắm. Ồ, hai con y chang luôn, bằng y luôn các bạn. Đây nè. Quá đã các bạn ơi. Hồi nãy mà dính con đó nữa là con kia đó là ba con rồi, ba con y chang nha luôn. Con mồi của mình nó tan nát luôn các bạn ơi. Lưỡi câu của mình đây nó hơi lục rồi, bây giờ nó lục rồi. Bây giờ mình quyết định mình dẹp nữa, mình dẹp dùng nữa, giờ mình không câu nữa đâu. Hôm nay được hai con nghĩa là quá ngon rồi, dẹp dùng nữa, qua bữa sau mình câu cho ngon nữa. Các bạn ơi, để cho bữa sau á, mình câu ngon hơn á, cái bữa đó mình câu lên được hai con xong mình ở lại mình dẹp dùng luôn, mình dẹp tới chiều á, cũng được thêm ba cái dùng câu nữa. Do cái điện thoại của mình á, nó bị hết pin nên mình không có quay được phút sau, các bạn thông cảm cho mình nha. Nếu các bạn mà thích cái video này á, thì đừng quên nhấn nút like và chia sẻ để ủng hộ mình, đồng thời nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, bật luôn cái chuông thông báo luôn để theo dõi cái video tiếp theo của mình. Và bây giờ mình xin nói lời chào tạm biệt. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Chào các bạn nha.